Kính chào quý khán giả, không khí lạnh đang chi phối các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục được tăng cường bổ sung thêm, kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây mưa rào và dông cho các tỉnh vùng núi và Trung Du. Có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to kèm theo tố, lốc và gió giật mạnh. Gió mưa kết hợp với không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Bắc Bộ có xu hướng giảm xuống mức là từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, trời tiếp tục rét. Khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với hiệu ứng địa hình tiếp tục gây mưa nhiều nơi cho khu vực Bắc Trung Bộ. Sau đó thì vùng mưa có xu hướng mở rộng hơn xuống khu vực Trung Trung Bộ ở mức độ rải rác. Còn ở Bắc Trung Bộ có tác động không khí lạnh rõ rệt, trời chuyển lạnh với nhiệt độ ban ngày chỉ phổ biến ở mức là từ 20 đến 23 độ. Còn Trung Trung Bộ cao hơn từ 26 đến 29 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông ở một vài nơi vào chiều tối. Ban ngày trời nắng nhiều với cường độ nắng gia tăng. Về trưa chiều kéo theo nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các khu vực này phổ biến ở mức là từ 30 đến 33 độ. Ở trên biển do không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm, nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh dần lên là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 biển động. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa trời không mưa nên tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 3, cấp 4 biển bình thường. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.